Chào các bạn, ngày hôm nay tuy là bây giờ đã là hơn 5 giờ rồi và Trang cũng vẫn phải làm nghĩa vụ của một người mẹ nhưng mà Trang sẽ tranh thủ và Trang làm review nhanh cho các bạn một sản phẩm mà các bạn hay hỏi Trang nhất gần đây. Đó chính là em BB Cream của Zara. Đây là dòng BB Cream mà nó làm Trang nhớ đến em BB Cream đào của Holika Holika mà ngày xưa Trang rất là thích và Trang hay dùng. Và ở trên đầu của em này thì có một cái phần kem hồng, đó chính là dùng để đánh son và đánh má. Thì đấy là tùy các bạn thôi, nếu các bạn muốn trang điểm tự nhiên thì các bạn có thể sử dụng để đánh son và má. Đây là hồng baby rất là đẹp ha. Và sau khi các bạn xoáy lắp ra thì các bạn sẽ dùng sản phẩm. Thì cái màu này, cái màu của BB Cream này thì Trang thấy rất là tự nhiên này, mùi ok, mùi rất là thơm, thơm dịu dàng và cho các bạn một lớp đèn rất là mịn nè. Da Trang á, thường thường những cái ngày mà khi mà Trang bị sần hay cũng như là bị nói chung là cái thời tiết, các bạn biết không, sau khi mà sinh em bé xong thì da rất là hư, có nghĩa là hư ở một cách, có nghĩa là rất là hư, không có nghe, không có theo ý của mình được, lúc thì thế này lúc thì thế kia. Mà khi mà gặp thời tiết thay đổi thì da của Trang lúc thì sần lúc thì mịn. Nói chung là những lúc mà sần á thì Trang rất cần những cái loại BB cream như này. Nhưng cái màu của em này thì Trang không biết là nó có mấy màu nữa, nhưng đây là màu mà Trang Trang mua để thử, nhưng Trang nghĩ chắc chỉ được một màu đấy thôi, bởi vì màu này rất tự nhiên mà Trang không thấy có số luôn. Thì em này có chỉ số SPF là 35, thì rất là phù hợp với để dùng hàng ngày ha, để dùng hàng ngày này. Và với cái texture hay cũng như formula của em này thì Trang khuyên những bạn nào mà da sần sùi hay là cũng như là da khô, da thường, da hỗn hợp dầu các bạn cũng thể dùng, nhưng mà hỗn hợp dầu thì các bạn chỉ cần mix thêm với một em nữa. Trang sẽ nói ngay sau như để Trang nói về cái tính chất của em này trước cho mọi người nghe trước, rồi sau đó Trang sẽ nói về cái phần mà Trang mix. Và ngày hôm nay Trang cũng mix ạ. Đó. Thì đây, cái màu của nó rất là tự nhiên, tuy là nó sẫm hơn da tay của Trang, nhưng mà khi mà Trang tán ra, khi mà Trang tán đều ra hay ở trên khuôn mặt, các bạn biết không, mặt Trang đánh màu sẫm hơn da tay của mình một xíu. Trang không biết tại sao, nhưng mà bởi vì Trang không tìm được cái màu sáng như vậy. Đó, khi mà Trang tán ra thì nó cũng rất là tự nhiên. Và Trang đánh ở trên mặt đây thì nhìn nó sẽ không bị lộ nâu nâu như ở tay của mình như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, và rất là mịn nè. Rất là mịn và cho các bạn một lớp nền thoáng này, tự nhiên, nhẹ nhàng. Và độ che phủ của em này là trung bình, bình thường, độ khoảng cỡ độ từ 6 cho đến 7 điểm ha, trung bình là 5, lên một chút có nghĩa là vẫn có che phủ ha, nhưng mà cũng không phải là thuộc dạng che phủ tốt. Nếu như các bạn muốn che phủ tốt thì các bạn phải mix em này với một em mà có thêm một chút che phủ, nhưng mà với Trang ngày hôm nay thì Trang mix hai em này đó là quá hoàn hảo. Đó, em cushion của Misha. Đó, Trang đánh em này trước rồi sau đó Trang đánh em này sau, Trang phủ lên lên trên bề mặt. Thì khi đó cái màu da của Trang nó sẽ không bị như cái màu da tay này của mình nữa, có nghĩa là lộ ra một chút, cái màu nó sẫm hơn một tí. Nhưng nếu như các bạn nào mà da chỉ cần tối hơn cái màu da của Trang một xíu thôi là các bạn vẫn có thể dùng được hết. Trang nghĩ là hợp với mọi người, bởi vì Trang không muốn nói là da mình trắng sáng. Trang không muốn nói được câu đó, nhưng mà ok, da của Trang sáng hơn cái màu kem BB cream này một chút. Thế nên là Trang phải mix hai em này với nhau. Đây, em Misha số 21, bởi vì Trang không tìm thấy cái em số 23 của Trang đâu. Thế nên là Trang Trang lấy em 21 này Trang dùng. Đó, thì dạ. Thì sau khi kết hợp em này thì Trang cảm thấy lớp nền rất là hoàn hảo, rất là đẹp. Đó. Và sau đó Trang chỉ cần phủ một lớp phấn rất là nhẹ lên thôi. Và sau đó Trang có thể trang điểm mắt, trang điểm môi. Thì ngày hôm nay thì Trang chủ yếu là Trang show cái màu mà đang được hot nhất đang được hot và thịnh nhất hiện nay, đó là màu nude. Hàn gọi là no. Ok, thì đối với Trang thì em BB cream này rất là lành tính này, rất là lành tính, phù hợp với mọi người. Thì chủ yếu là cái tầm dạng cái BB cream này thì hợp với giới trẻ, có nghĩa là từ 20 cho đến 27 tuổi hay cũng như 35 tuổi. Nếu như ai thích dạng BB cream nhẹ nhàng hay cũng như dạng tự nhiên mỏng thoáng da như thế này thì mọi người vẫn có thể dùng, không vấn đề gì hết. Nhưng còn nếu nó cũng có chống, có nghĩa là whitening và wrinkle improvement, có nghĩa là giảm nếp nhăn và làm sáng da, cũng hay. Thế nên là Trang nghĩ là với cái em này thì tuy mà nhìn vào bao bì thì các bạn sẽ đoán là dành cho trẻ trẻ thôi, nhưng mà
Trang nghĩ là mọi người cũng có thể dùng được, nhưng mà tầm 40 thì Trang nghĩ chắc chả bác nào muốn mua em này dùng đâu, thì các bác dùng những em khác thiên về đại loại là có chỉ số SPF cao hơn một chút nữa. Nhưng mà những em nha, kiểu như em này thì chỉ tầm độ khoảng trong vòng 20 cho đến 30, 35 thì sẽ mua thôi. Không sao cả, chúng ta hồi tin không vấn đề gì hết. Đó nhá. Và đặc biệt là có cả son và phấn má. Màu má rất hay bởi vì ngày hôm nay Trang đánh cái tông nuôi này nên Trang không tiện đánh má hồng, Trang đánh màu khác thì Trang swatch ra tay cho các bạn. Đó, màu hồng baby. Nhạt thôi. Vừa vừa rất là tự nhiên, không vấn đề có nghĩa không không quá đậm, không quá chói. Ok. Dạ. Che phủ trung bình này, độ kiềm dầu trung bình này. Bởi vì lý do mà kiềm dầu trung bình của Trang nghĩ là BB cream này có một chút dưỡng, thế nên là nó mới có đại loại là giảm nếp nhăn hay cũng như sáng da. Nếu mà kiềm dầu tốt thì cái lớp nền nó sẽ không được mịn như thế này. Bởi vì khi mà da của Trang sần mà Trang đánh em nào lên mà kiềm dầu á thì nhìn biết ngay à. Đó. Ok. Ok. Trang hy vọng video này giúp một phần nào đó cho các bạn trong việc hay cũng như là tìm một sản phẩm BB cream phù hợp cho mọi người. Thì hai em này đều là BB cream. Nếu bạn nào mà muốn tiện hay cũng như các bạn mà muốn có thêm một chút che phủ hay cũng như kiềm dầu mà dùng được với mọi loại da thì các bạn chọn em Custom Mixa. Tuy là em này Trang biết là Trang dùng Trang thấy rất là thích, nhưng mà có bạn nói với Trang là các bạn vẫn có một chút chê, nhưng mà Trang chả thấy chê một cái vấn đề gì hết. Trang nghĩ là do các bạn chưa biết cách sử dụng cái em mút này thôi, hoặc là các bạn chưa biết cách mà các bạn tán cái em Mixa này. Thì Trang hẹn với các bạn, hứa hẹn với các bạn một video thì Trang sẽ sử dụng em Mixa này cho mọi người ha. Ok. Thì nhận Trang hy vọng là video này giúp một phần nào đó cho các bạn tìm được một cái loại BB cream sử dụng hàng ngày hay cũng như một loại BB cream phù hợp ha. Và Trang sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, và đừng quên ấn like nha, subscribe này, thì để cho mẹ mẹ bột có thêm động lực để có thể làm nhiều video hơn và quay trở lại với các bạn trên YouTube ha. Và Trang sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.